trời thương Phật độ, tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam mạng, thoát khỏi tai ương, vượt qua đại hạn, vận số cực may, cực đỏ, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý anh trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học Phương Đông đã dày công nghiên cứu, quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh, chỉ ra rằng bước vào năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, bất ngờ được trời Phật thương tình, thần tài mở kho ban phát tài lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, làm đâu chúng đấy, chúng số độc đắc, tiền vào như nước, đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy, trong năm 2024, quý anh tuổi Kỷ Mùi cần phải làm gì, làm sao để đón cát xua hung, lộ trình may mắn, sức khỏe bình an, tài lộc như ý? Ngay sau đây, mời các quý anh cùng theo dõi nội dung chi tiết. Để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, là 46 tuổi âm lịch và 45 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can tuổi thuộc hành thổ, của người tuổi này gặp thiên can của năm giáp thuộc hành mộc, chủ về mối quan hệ tương hợp. Luận tử vi năm 2024, tuổi Kỷ Mùi cho thấy, đây là năm chủ mệnh, công việc được hanh thông, nhờ được quý nhân giúp đỡ, bản thân mở mang có sự liên kết hoặc đầu tư chung với người khác. Công danh mưu cầu trong năm này cũng vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, khi xét về mối quan hệ ngũ hành thiên can của năm giáp thìn với người tuổi này là tương khắc, nên sức khỏe của chủ mệnh dự báo không được tốt. Xét về địa chi. Địa chi tuổi này là Mùi, gặp địa chi của năm 2024 là Thìn, chủ về tứ hành xung. Công việc làm ăn nhiều khả năng không được kết quả như ý muốn, cuộc sống gặp phải chuyện bất lực và sức khỏe cũng cần hết sức lưu tâm, bởi nếu ốm đau trong năm thì thường lâu khỏi được bệnh. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nam mạng, biết công việc dự báo sẽ có sự thay đổi. Ngũ hành địa chi mệnh thổ của tuổi Mùi, gặp địa chi Thìn cũng hành thổ là vượng thổ, theo đó công việc của chủ mệnh trong năm càng thêm phần bất lợi. Xét về ngũ hành. Xem tử vi người sinh năm 1979 trong năm Giáp Thìn 2024 cho thấy, người sinh năm này ngũ hành bản mệnh thuộc hỏa, gặp năm ngũ hành năm 2024 thuộc hỏa, có mối quan hệ chủ về tương hợp, tốt. Năm Giáp Thìn 2024, người sinh năm này có thể có sự hồn hạp hoặc liên kết công việc với những người xung quanh hoặc bạn bè anh em. Các dự định mới trong công việc có thể tiến hành trong năm nay, sức khỏe của những người tuổi này tương đối tốt. Các tháng giữa năm là tháng sẽ kiếm tiền của chủ mệnh, nên tận dụng thời điểm này để thúc đẩy cũng như phát triển công việc. Xét về cung phi. Những người sinh năm này, cung phi là chấn, ngũ hành thuộc mộc, gặp cung phi năm Giáp Thìn cũng là chấn, ngũ hành thuộc mộc là phục vị. Theo đó, trong năm Giáp Thìn, chủ mệnh tuổi này, công việc cơ bản không có sự thay đổi hay biến động lớn, hơn nữa nếu tiến hành thay đổi các công việc trong năm thường khó được như ý muốn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nam mạng, về ngũ hành cung phi của năm và của tuổi này đều là mộc, dẫn tới mọi việc bình thường, tiền bạc tuy có nhưng không được dư dôi, tạm đủ cho chi tiêu. Xét về tứ trụ. Thiên hòa, địa xung, tuổi Kỷ Mùi nam mạng năm 2024 làm ăn không được tốt. Ngoài ra, trong gia đình thiếu hòa khí hoặc có chuyện buồn đưa tới. Mối quan hệ giữa can chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Quý anh tuổi Kỷ Mùi, bước sang năm Giáp Thìn 2024, có vận trình hung cát đan xen, đón khá nhiều cơ hội đổi đời, làm ăn hanh thông. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân quấy phá gây bất lợi hoặc cướp công đoạt sức. Nhìn chung quý anh số có may mắn, nhưng vẫn phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được điều mình mong muốn. Sao chiếu mệnh, gặp sao La Hầu chiếu mạng, thường gây ra những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau, bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 âm lịch và tháng 7 âm lịch.
vận hạn, hạn tam kheo là hạn xấu chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, đề phòng thương tật, đi xe cộ nên cẩn thận, tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương. Vận niên năm 2024 của quý anh tuổi Kỷ Mùi. Vận niên Long Đắc Vũ. Long Đắc Vũ tức là rồng có cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Nếu vận niên vào năm này thì đây là một năm hay lo lắng cho việc bao đồng, chỉ đi lo lắng việc cho người khác. Xét về phương diện sự nghiệp cho quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm 2024, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ giúp cho bản mệnh có được địa vị, tiền bạc một cách nhanh chóng. Chính vì vậy mà năm này, quý anh hãy chấp lấy thời cơ, tự tin phát huy năng lực của mình thì sẽ càng tiến xa và càng phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Đối với những người đang băn khoăn muốn thay đổi công việc làm ăn, thì tháng 4, tháng 5, tháng 10 và tháng 11 âm lịch là những thời điểm vàng để cho quý anh có thể khởi sự. Trong công việc, quý anh tuổi Kỷ Mùi nên cẩn trọng, do vận trình trong năm vẫn ám tàng hung vận bởi diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi gây ra. Khi vấp phải khó khăn, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn để giải quyết, thay vì mất kiểm soát mà nóng giận buông lời khó nghe đối với mọi người. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên, quý anh tuổi Kỷ Mùi cần khéo léo hơn nữa. Đôi khi nên lùi một bước để tiến hai bước, tiết chế cảm xúc cá nhân, lấy đại cục làm trọng, thì các mối quan hệ xã giao sẽ ngày càng được mở rộng, gặp thời cơ chín muồi ắt sẽ có quý nhân đứng ra giúp đỡ. Sự tác động của hung tinh sẽ gây nhiều xáo trộn, nên sẽ có thời điểm quý anh tuổi Kỷ Mùi rơi vào trạng thái mệt mỏi, tinh thần căng thẳng khi phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm cũng như áp lực cùng lúc. Bản mệnh nên chia sẻ công việc với mọi người, tận dụng tối đa sức mạnh tập thể để có thể tạo bước đà thăng tiến cho bản thân mình. Năm 2024, với quý anh tuổi Kỷ Mùi có nhiều áp lực trong vận trình của mình, nhưng cũng có nhiều vận may đưa tới, cơ hội được tăng lương, thăng chức khá lớn. Tuy nhiên, quý anh cần đề phòng có kẻ xấu gièm pha, tiểu nhân hãm hại, chú ý không nên dính dáng đến kiện tụng. Bên cạnh đó, quý anh nên dành thời gian để nghỉ ngơi, tránh để căng thẳng quá lâu, dẫn đến bệnh lý trầm cảm, suy giảm sức khỏe. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi Mão Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý anh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý anh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình tài lộc của quý anh tuổi Kỷ Mùi trong năm này tương đối lạc quan. Quý anh có thể đón những cơ hội đổi đời, kinh doanh thuận lợi, nên rất thích hợp để thực hiện một số kế hoạch phát triển việc đầu tư, làm ăn mà bản thân đã quen tay hoặc có nhiều năm kinh nghiệm. Mặc dù quý anh tuổi Kỷ Mùi trong năm này, mọi thứ tiến hành không gặp phải bất lợi nào quá lớn, nhưng vẫn cần có sự tính toán cẩn thận sẽ tốt hơn. Nhất là khi có sao hạn chủ hao tài chiếu mệnh, việc làm ăn nên chú trọng tính an toàn, hạn chế tối đa những toan tính mạo hiểm kẻo gây hao tán tài sản. Trong năm này quý anh tuổi Kỷ Mùi có được vận quý nhân giúp sức, dù kiếm được khá nhiều tiền bạc nhưng vẫn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình và chi tiêu cho những việc phát sinh khác. Quý anh cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý để bảo toàn tài sản cá nhân không bị thất thoát. Nên tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong chuyện làm ăn mới là sự lựa chọn đúng đắn. Khoảng thời gian đầu năm dễ hao tốn tiền của do sự ảnh hưởng của hung tinh, nhưng cuối năm làm ăn được thuận lợi hơn, tài lộc được cải thiện đáng kể. Xét về vận trình tình cảm của quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý anh tuổi Kỷ Mùi lại khá êm ấm, hồng loan trợ mệnh, vận khí tốt lành. Tuy nhiên, có lúc khó tránh những mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống, nhưng đều không quá nghiêm trọng. Chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau, chia sẻ và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn mọi chuyện sẽ êm ấm. Sự chung thủy trong tình yêu là rất quan trọng, nên đôi khi thể hiện thái độ ghen tuông vô lý sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Quý anh cần phải trưởng thành hơn, phải tỉnh táo, thấu hiểu, tin tưởng đối phương thì mới tránh được hiểu lầm không đáng có.
Ngoài ra, quý anh cũng không nên quá chú tâm với công việc mà lơ là trách nhiệm với gia đình, như vậy sẽ làm cho tình cảm vợ chồng cũng dần xuất hiện khoảng cách. Sự nghiệp dù quan trọng nhưng quý anh vẫn nên đặt gia đình lên trên hết. Hãy dành nhiều thời gian hơn để vun đắp tình cảm hôn nhân, đồng thời thường xuyên quan tâm, trò chuyện với con cái của mình. Đối với quý anh đang còn độc thân, với bản tính sôi nổi, hướng ngoại, các mối quan hệ rộng rãi, không khó để tiếp cận, làm quen được với những người khác giới, cũng có được cơ hội để đón nhận tình cảm của đối phương, tuy nhiên có nên duyên hay không còn phụ thuộc vào cả hai người. Xét về vận trình sức khỏe của quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, quý anh tuổi Kỷ Mùi có vận trình sức khỏe không được tốt lắm. Trong năm do bị tác động của hạn Tam Kheo, cùng với các hung tinh, bệnh phù, thiên khốc, làm cho quý anh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như bệnh về xương khớp, phong thấp hay bệnh cũ tái phát. Cục diện tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi cũng sẽ gây ra sự sa sút về thể chất, tinh thần, mệt mỏi và áp lực, dễ ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ, các ngành nghề nguy hiểm đều có khả năng xảy ra. Vì vậy, quý anh tuổi Kỷ Mùi trong năm nay phải chăm sóc bản thân thật tốt, thường xuyên rèn luyện thể chất, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Quý anh cũng nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện, điều trị bệnh kịp thời. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Minh Quang Pháp Bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Ngày, giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý anh tuổi Kỷ Mùi rất hợp vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng năm nào, quý anh cũng có thể xuất hành vào những ngày giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý anh có được thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Kỷ Mùi gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Kỷ Mùi. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Kỷ Mão, sinh năm 1999, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh. Tân Mùi, sinh năm 1991, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh. Canh Ngọ,
sinh năm 1990, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh. Đinh Hợi, sinh năm 2007, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh bình hòa. Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh. Quý Anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không. Tam Tai năm 2024, ví dụ, bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn Tam Tai vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy, năm này là năm Thìn, người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam mạng, sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Hạn Hoang Ốc năm 2024, Quý Anh tuổi Kỷ Mùi không phạm Hoang Ốc trong năm này. Tuổi Kim Lâu năm 2024, Quý Anh phạm Kim Lâu thân. Nếu xây nhà, sửa nhà sẽ gây hại đến chính bản thân mình. Thái Tuế năm 2024, Quý Anh tuổi Kỷ Mùi năm 2024 không phạm Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, Quý Anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, cần đặc biệt chú ý tới hạn Tam Kheo và sao La Hầu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Tam Kheo đối với Quý Anh tuổi Kỷ Mùi. Tam Kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn Tam Kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương. Về sức khỏe, người gặp hạn này cần lưu ý chứng bệnh về phong thấp, các thương tích liên quan tới tay chân. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết cũng không nên có mặt ở nơi đông người, tránh các xích mích, hiềm khích. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Tam Kheo đối với Quý Anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Thứ nhất, hạn chế đến những nơi đông người, cố gắng nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc. Khi có xảy ra chuyện không may, cần suy nghĩ kỹ lưỡng, không để bị những người khác khiêu khích. Thứ hai, gia chủ nên học cách nhẫn nhịn, tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo, làm việc chân chính, không toan tính điều xấu. Đặc biệt, nếu bạn làm cơ khí lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận để hạn chế tai nạn lao động. Thứ ba, cần chú ý ăn nói trong giao tiếp hàng ngày và tìm hiểu các mối quan hệ trước khi thân thiết, yêu đương. Bên cạnh đó, hãy giữ cho tâm luôn hướng thiện, làm nhiều việc tốt. Sự tác động của sao La Hầu đối với Quý Anh tuổi Kỷ Mùi 1979 trong năm 2024. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Sao này tác hại mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao La Hầu là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao La Hầu thường thực hiện vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày mùng 8 tháng 1 âm lịch vì đây là ngày La Hầu tinh quân giáng trần. Vận trình từng tháng âm lịch đối với Quý Anh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm Giáp Thìn 2024 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với Quý Anh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đối với Quý Anh tuổi Kỷ Mùi, bước vào tháng 1 âm lịch, Quý Anh cần lưu ý mặt sự nghiệp có nhiều sự biến đổi. Tính cách nóng nảy, dễ bị người khác ghen ghét, cấp trên cũng không hài lòng, ảnh hưởng tiền đồ. Tuy vậy mặt chuyên môn nghề nghiệp thì lại có lợi hơn, nhất là khi Quý Anh biết cách vạch kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng trước những gì mình cần làm. Đây là tháng tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh, Quý Anh vẫn có được quý nhân giúp sức, có nhiều cơ hội phát huy hết tài hoa và năng lực của bản thân, tài lộc cũng tương đối lạc quan. Lưu ý, trong tháng có sao La Hầu tác động mạnh mẽ, cần chú ý về mặt sức khỏe, đề phòng chân tay bị tổn thương. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với Quý Anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Bước sang tháng 2 âm lịch, vận trình tài lộc của Quý Anh tuổi Kỷ Mùi có phần khởi sắc. Công việc khi làm ăn hợp tác hay làm các lĩnh vực liên quan tới bất động sản,
đất đai có phần thuận lợi, tài lộc vượng nhưng chưa có được sự dư giả nhiều. Trong lúc thuận lợi, quý anh cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng, nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại. Khi làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo, nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Tháng này vận đào hoa của quý anh khá tốt, người độc thân có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc công tác, muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình cần phải giữ mình, kẻo lại vướng phải đào hoa dữ, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gây tổn thương tới người thân yêu của mình. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tháng 3 âm lịch, quý anh tuổi Kỷ Mùi về phương diện sự nghiệp không được như ý muốn. Chịu ảnh hưởng của thiên khốc, tang môn, làm cho tinh thần không tốt, dễ bị lơ là khi làm việc. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, nó còn kéo tiến độ công việc xuống dốc, tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp phàn nàn hết lần này đến lần khác. Không chỉ vậy, tháng này là tháng Thìn, tháng xung của tuổi Bổn Mạng, cùng với sự xuất hiện của thiên quan, thiên khốc cũng sẽ mang đến cho quý anh tuổi Kỷ Mùi gặp rất nhiều phiền phức, khiến quý anh gặp nhiều xui xẻo, đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Tháng này quý anh nên cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn kẻo mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Vì vậy, lời khuyên cho quý anh nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này, nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của sao xấu, đừng để nó gây nguy hại đến tài lộc. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tử vi của quý anh tuổi Kỷ Mùi, tháng 4 âm lịch năm 2024, có điểm thăng tiến nhẹ, vận khí khởi vượng. Tình trạng kiếm tiền tay trái của quý anh sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu sẽ cao. Dựa vào tài năng của quý anh có thể thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ giàu có. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tổng thể đường tài lộc của quý anh tuổi Kỷ Mùi trong tháng 5 âm lịch ở mức trung bình, có thu, có chi. Trong tháng này, nhờ các sao tốt lành che chở, bảo vệ nên vận thế của quý anh ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn. Quý anh có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Ngành nghề tay trái cũng được phát huy, cho nên tài lộc được rủng rỉnh. Tuy nhiên, quý anh nên chú ý, sự tác động của sao La Hầu làm cho quý anh phải xử lý nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tháng này, quý anh tuổi Kỷ Mùi đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện Mùi Mùi tự hình, Thái Tuế án ngữ, lại thêm thiên khốc, địa tang quấy phá, gây ra những chuyện buồn phiền. Về phương diện tình cảm không như ý, quý anh tỏ ra khá nóng tính, cục tính. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến quý anh, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng này, quý anh tuổi Kỷ Mùi không có quý nhân trợ giúp, vận may chưa tới, lại đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực, làm cho việc kinh doanh buôn bán dễ có sự sa sút, đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn. Bước sang tháng 7 âm lịch 2024, đối với quý anh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Trong tháng 7 âm lịch này, về vận trình sự nghiệp của quý anh tuổi Kỷ Mùi có phần khởi sắc. Có thể nhìn ra quý anh sẽ có một tháng tốt đẹp. Làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, có lợi cho đường học hành thi cử, phúc lợi, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Tuy nhiên trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Bản thân quý anh Kỷ Mùi cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình. Việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo. Ngoài ra với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tháng 8 âm lịch, vận trình công việc của quý anh tuổi Kỷ Mùi tương đối bận rộn. Quý anh phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, quý anh cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Ngoài ra tháng này quý anh cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi. Về sức khỏe chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp họa huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Tài lộc tốt.
Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tháng 9 âm lịch đối với quý Anh tuổi Kỷ Mùi gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tháng phạm cục diện tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi, nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng. Bản thân quý Anh cần phải lý trí, tỉnh táo để tìm ra cách đối phó. Lại thêm, quý Anh Kỷ Mùi cũng bị ảnh hưởng bởi giác tú, thiên khốc là hung tinh, điều này làm cho quý Anh trở nên nóng tính, cục tính, gây ra nhiều sóng gió trở ngại cho công việc, tài lộc chậm. Trong gia đình cũng dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Bước sang tháng 10 âm lịch 2024, đối với quý Anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Bước sang tháng 10 âm lịch cho thấy, vận trình của quý Anh tuổi Kỷ Mùi đang gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi trợ mệnh, mang tới nhiều sự may mắn, quý Anh có một tháng cát lành. Sự nghiệp có sự mở mang, quý Anh sẽ gặp nhiều cơ hội tốt. Mặc dù cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh nhưng quý Anh sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn, vẫn thu được thành quả tốt. Quý Anh tuổi Kỷ Mùi cũng cần phát huy tài năng của mình hơn nữa để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm thăng tiến. Tháng này quý Anh cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm, vận may lớn sẽ đến. Về tình cảm, quý Anh được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Đừng để công việc làm bạn bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này rất thuận lợi. Hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất có thể. Về sức khỏe, chú ý là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn xê sát nhỏ không đáng có. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình của quý Anh tuổi Kỷ Mùi sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Quý Anh ít bị tác động bởi các hung tinh, nhưng vẫn có được các tinh trợ mệnh. Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng quý Anh có kế hoạch cụ thể, vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, quý Anh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Về phương diện tài lộc của quý Anh tuổi Kỷ Mùi trong tháng này tương đối tốt, công việc thuận lợi, giúp cho quý Anh có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết sắp tới. Nhìn chung, trong tháng này quý Anh tuổi Kỷ Mùi có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho quý Anh có được nhiều niềm vui và an tâm hơn về tài chính của mình. Trong tháng này nhân duyên và công việc khá ưng ý cho nên quý Anh có thể mỉm cười viên mãn. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Quý Anh tuổi Kỷ Mùi trong tháng 12 âm lịch này bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Trong tháng có ngọ hỏa phạm hình với cung mệnh Mão Mộc trong năm, lại gặp cục diện ngũ hành tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi, dẫn đến vận khí tiêu hao. Vận trình sự nghiệp không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ, quý Anh cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Quý Anh cũng cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói, giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp. Vận trình tài lộc trong tháng này kém. Khi giao tiếp với con cái của mình sẽ có bất đồng giữa hai thế hệ. Tình cảm vợ chồng cũng có điểm báo không lành. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.